Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự về cuộc bầu cử của cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Cuộc bầu cử chủ tịch, đồng chủ tịch và các ủy viên văn phòng thường trực thuộc cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia cho nhiệm kỳ 2014-2016 đã được diễn ra vào tháng 9 năm 2014. Ngày Chủ nhật, 7 tháng 9, 2014, tại văn phòng Hội người Việt cao niên vùng Hoa Thịnh Đốn, có hai ứng cử viên vào chức vụ chủ tịch cộng đồng. Ứng cử viên số 1, ông Lý Hiền Tài. Ứng cử viên số 2, ông Đoàn Hữu Định. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân được đề cử nhưng ông đã từ chối. Chủ tọa đoàn gồm có dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, ông Lê Hữu Em, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Hội đồng đại diện gồm có 37 thành viên hội đoàn trực thuộc cộng đồng, 37 đại diện đều có mặt. 36 thành viên cá nhân thuộc 12 liên danh đắc cử vượt qua nhưng chỉ có 25 người hiện diện. Tổng cộng 62 người được quyền bỏ phiếu. Kết quả, ông Đoàn Hữu Định được 30 phiếu, ông Lý Hiền Tài được 28 phiếu, có 3 phiếu trắng và 1 phiếu bất hợp lệ. Chiếu theo hiến chương và nội quy của cộng đồng, số phiếu của ông Đoàn Hữu Định tuy cao hơn số phiếu của ông Lý Hiền Tài, nhưng không đủ quá bán để đắc cử, nên hai ứng cử viên và hội đồng đại diện đã đồng ý tổ chức vòng bầu thứ nhì. Kết quả lần bầu cử thứ nhì không đòi hỏi phải trên quá bán như lần đầu để đắc cử. Ngày thứ Bảy, 27 tháng 9 năm 2014, vòng bầu cử thứ hai đã được diễn ra tại văn phòng Hội người Việt cao niên vùng Hoa Thịnh Đốn. Chủ tọa đoàn được bầu hôm nay gồm có bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông Nguyễn Đình Kỳ và ông Lê Hữu Em. Ứng cử viên Lý Hiền Tài tuyên bố rút lui, không ứng cử vào chức vụ chủ tịch cộng đồng. Thưa ông Lý Hiền Tài, cảm nghĩ của ông là một người ứng cử viên đối với cuộc diễn tiến xảy ra mới đây. Như quý vị đã theo dõi tình hình thì thấy rằng cái công việc bầu cử nó cũng có những cái gay cấn, cũng có những cái mà đều cần phải làm sao để cho thắng cử. Trong tinh thần đó nó cũng có những cái chuyện không tốt xảy ra làm mất tình đoàn kết. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng làm thế nào để cho cái tình đoàn kết của cộng đồng chúng ta mỗi ngày một vững mạnh thêm, thì để hóa giải tất cả những cái mọi cái điều thắc mắc cũng như là mọi cái điều mà anh em chúng ta không đồng ý với nhau, thì bây giờ hôm nay là cái cuộc bầu cử đã thành công và chúng tôi cũng trong tinh thần đó xin rút lui để không có tranh cử để rồi tạo cái sự kêu mất đoàn kết, do đó mà chúng tôi đã rút lui. Hội đồng đại diện có mặt trong vòng bầu lần thứ nhì gồm có 31 đại diện hội đoàn, 16 thành viên cá nhân, tổng cộng 47 người đã bỏ phiếu. Kết quả, ông Đoàn Hữu Định được 38 phiếu và 9 phiếu trắng. Tiếp theo, hội đồng đại diện đã bỏ phiếu bầu đồng chủ tịch Maryland, Washington DC và các ủy viên văn phòng thường trực Maryland, Virginia. Kết quả cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ 2014-2016. Chủ tịch Đoàn Hữu Định, đồng chủ tịch Maryland Thomas Phạm, đồng chủ tịch Washington DC Nguyễn Phi Hùng, hai ủy viên văn phòng thường trực Maryland Trần Lạc và Lê Minh Thiệp, 6 ủy viên văn phòng thường trực Virginia, Nguyễn Trọng Đạt, Nguyễn Thị Lễ, Trần Tuyết Ngọc, Trúc Nương, Trần Thị Tụ và Dương Xuân Tuyển. Cuộc bầu cử đã kết thúc vào lúc 3:30 cùng ngày.